Ngày 20 tháng 9 vừa qua đã diễn ra triển lãm quốc tế Việt Build Hà Nội 2023 với sự có mặt của công ty cổ phần Vinawater cùng hàng ngàn doanh nghiệp tham dự. Vinawater chuyên cung cấp các loại hệ thống lọc nước cho gia đình, máy lọc nước uống trực tiếp cao cấp, áp dụng các công nghệ lọc nước hàng đầu thế giới như Nano, UF, RO. Các dòng sản phẩm Vinawater được nhập khẩu chính hãng từ các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới như Sandwater USA, Bentair USA. Dựa trên kiểm định gắt gao, kết hợp với đội ngũ kỹ sư giỏi, tâm huyết và giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn các giải pháp, những sự lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng. Thông qua triển lãm quốc tế Việt Build năm 2023, thì Vinawater mong muốn giới thiệu về các sản phẩm hệ thống lọc nước trung tâm cao cấp được nhập khẩu nguyên bộ, chính hãng, chính ngạch từ Mỹ về Việt Nam và hệ thống lọc nước thương hiệu Vinawater được lắp ráp tại Việt Nam. Trong tương lai thì Vinawater mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng của sản phẩm và dịch vụ nhằm đem đến cho khách hàng nguồn nước sạch và an toàn cũng như là cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Công ty cổ phần Vinawater với sứ mệnh chung tay cùng xã hội, nỗ lực góp sức trong việc xử lý nguồn nước ô nhiễm, cung cấp nguồn nước sạch, lành mạnh và an toàn tới hàng triệu hộ gia đình Việt Nam.